좀 드세요, 드세요. 예. 예, 드세요. 예. 맛있게 드시고. thường mấy nước quá. Mì nước ôi trời ơi, nhưng đồ ăn mì nước ngon mà. 제가 선택되지 못해서 실망은 있었지만 맛있는 거 저 혼자 먹죠. 김밥도 맛있긴 한데. 김밥? 네. 괜찮은 척 하려 했지만 괜찮지 않았고 너무나 많이 착잡했죠. 어, mình không biết tại sao nó lại quyết định như vậy đúng không? Mình không biết thật sự mình đang muốn gì. Dạ, sorry. Oh my god. Bonjour 1664 Blanc. Còn mang tên mỗi người 2 miếng thôi. Hai miếng nó ngon. À, ăn đi, ăn đi. Mời cả nhà, mời mọi người nha. Bây giờ em ăn, em sẽ ăn chín hơn một chút. Chín hơn một chút. Không, em thích ăn như này. Tại đấy. Vì chính hơn sợ cái thịt bò nó bị dai ấy. Đúng là nó bị dai nhưng mà ý là em không nhìn cái màu đỏ này. Em thấy là hơi. Vậy thì các em đoán được mỗi món là ai nấu à? Em đoán được. Em đoán được hả? Em đoán món này là anh nấu. Em thật là nhìn món ăn này rất là tinh tế. Mà em rất là thích. Nên là em mới chọn. Cái này là anh học nấu hay là anh tự nấu? Anh tự nấu. Từ nhỏ anh đam mê anh là nấu ăn, nên anh hay coi mấy cái chương trình nấu ăn, không có hay coi hoa kịch. Kind of weird kid. Rồi em sao? Cái tài năng của em là gì? Em á? Yeah. Có gì đặc biệt không? Em cũng không biết nữa. Không, em có. Phải có chứ, ai cũng có. Em thật sự chưa biết mình muốn là gì á. Thì nó thay đổi giống như là cái hướng nghiệp. Em thay đổi rất nhiều. Nhưng mọi người có bị cảm giác mà khi đã bắt đầu công việc, tự nhiên mình bật cái mút nó lên. Nó tăng khả năng lượng. Em một cái cử chỉ nhỏ, ví dụ như là em cảm thấy ra ngoài em xị mặt này, cảm giác con bé này nó không thân thiện. Chắc tại vì em cũng biết từ lúc nhỏ em cũng bị nói nhiều như thế, thì em chọn cái cách là em im lặng. Thế nên em cũng kệ. Chứ thật sự em nói thật là em không phải là đứa giỏi cãi nhau. Không, mà anh sẽ giống em. Vì anh có ít về bản thân nên quan trọng với em là anh phải thắng nhau. Người khác thì không quan tâm. Nhưng mà hôm nay lại có cơ hội quay trở lại và nói chuyện với mày còn nhiều hơn, thì thật sự là Linh cũng tìm được khá điểm chung ở Michael với mình. Tôi 두 사람에게 한다고 했을 때 명확하긴 했는데 이 명확한 두 사람이 나를 뽑아 줄까라는 생각이 인간적으로 걱정이 됐어요.
가장 먼저 린에게 넣고 후연 씨에게는 저에게 하나를 주길 그렇게 바라면서 하나를 넣었습니다. Thật ra thì Linh nghĩ là với Michael thì mình đã có một sự thay đổi lớn. Bối rối quá. Quan tâm đến mình hay là có thiện cảm với mình nhiều như thế nào? Như lúc chưa thực sự có một câu trả lời cho Linh thì Linh nghĩ rằng là mình sẽ có một cái giới hạn của mình. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Minook, who person you really want? Wow, hard question. Give me a chance to take my time. I think I need to make decision in this day. Answer is...